7MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Hôm nay em sẽ làm một clip để so sánh chất âm của hai cái đầu ha. Chất âm em đang so sánh chất âm nha cả nhà của đầu Pioneer N50 và cái đầu MD Sony 2000AL. Thì tham gia cái phần test chất âm này thì có một cái đầu chuyển đổi AV ha. Cái này là con Victor có mã là GXS150. Thì con Victor GXS150 này nó có 1, 2, 3 đường vào. Ở trước có một đường vào nữa là 4 đường vào ha, 4 đường vào. Và nó có 1, 2 đường ra. Và ở đây nó có 2 đường monitor ha. Hai đường này ra ra cùng lúc các bạn. Đó là 2 đường, 3 đường, 4 đường ha, 4 vào và 4 ra nha các bác. Con này là con GXS 150 ha, dạ 150. Con này thì có giá 1.900.000 nha cả nhà. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ test chất âm của hai cái đầu Pioneer N50 và MD Denon 2000AL. Em đang cắm đường vào số 1. Và đường số 1 là lấy tín hiệu từ cái đầu Denon ở dưới nha cả nhà. Và còn đường vào số 3, đường vào số 3 nè. Thì em lấy tín hiệu từ con Pioneer N50 ha. Pioneer N50 đây ha. Đó. Pioneer N50 ha, đây. Hai dây này nha, dây này. Vậy này là Pioneer N50 là đường số 3 ha. Và đường số 1 là con MD Denon. Hai đường ra thì ở đây thì đường ra nào cũng được ha. Và em lấy đường ra ở phía trong để xuống âm ly ha. Dạ. Rồi trước khi đi vào phần test chất âm thì em thông báo lại giá bán ha. Đối với cái đầu chuyển đổi AV Victor GXS150 này có giá là 1 triệu 9 ha. Dạ. Con này có 4 đường vào và 4 đường ra. Hai đường ra monitor, hai đường ra chính monitor và đường ra số 1 cũng như là đường ra số 2 ha. Ở đây mình có các cái nút chuyển là 1 2 nè ha, 3 2 nè ha, 4 2 nè ha, hoặc là 2 1 3 1 ha, 4 1 ha. Đó. Có các cái nút chuyển ở đây ha, đây là đường vào số 4. Rồi, đối với Pioneer N50, con này là con đầu giải mã chuyên nghiệp ha, giải mã 32 bit. Giải mã 32 bit và nó đọc file Wireless bằng cổng USB phía trước. Ở phía sau nó có cổng USB để kết nối với máy vi tính, có một cổng quang và một cổng đồng trục. Con này có thể kết nối không dây với điện thoại iPhone bằng công nghệ AirPlay hoặc là kết nối không dây với điện thoại Android bằng bằng app có trả phí ha. Dạ bằng app có trả phí. Và mình phát nhạc từ điện thoại Android qua đây được ha. Dạ bằng cái app có trả phí. Đây là màn hình của nó ha và giải mã 32 bit chuyên nghiệp. Thì thông thường thì em bán cái đầu này với giá là 10 triệu 500 ngàn, 10 triệu 500 ngàn. Thì con này thì ở phía trước, phía bên này là đẹp hết các bác. Dạ đẹp hết ha, đẹp hết. Mặt không có trầy xước gì ở phía bên này, nhưng mà bên này khi mà vận chuyển thì nó bị hơi bị cấn một tí. Nếu mà mình nhìn như thế này thì mình sẽ thấy cái vết cấn nó nhỏ ha. Đó thì nhìn ở bên này cũng thấy nó rất là nhỏ ha. Đó thì với cái vết cấn này thì em sẽ trừ cho mình 1 triệu. Nếu mà các bác lấy đầu kèm khiển và dây nguồn thì là 9 triệu rưỡi. Còn nếu mà muốn lấy cả đầu, cả khiển, cả USB, cả dây quang 1,5 m thì là 10 triệu ha. Dạ 10 triệu. Em sẽ trừ cái vết này 1 triệu nha. Dạ. Đó nếu mà lấy đầu với khỉ không là 9 triệu 500 ngàn ha. Dạ cái vết này nó không có đáng kể lắm nhưng mà em sẽ trừ cho mình 1 triệu ha. Dạ. Nhìn xa thì cũng không có phát hiện được đâu. Dạ rồi. Đối với con MD Denon 2000 ở dưới, con này hỏng mắt ha, hỏng mắt không có đọc được và chỉ có giải mã thôi thì em đang bán con này với giá, con này nó có một vài vết xước ha. Em bán với giá 5 triệu 500 ngàn ha, 5 triệu 500 ngàn. Tặng kèm cho mình một dây quang 1,5 m ha. Đó. Đó là thông tin về giá bán. Các cái chức năng thì em sẽ không test ở đây. Em bảo đảm cho mình là chức năng của con Pioneer là 50 là hoạt động hoàn hảo các chức năng ha. Và bao cho mình test trong vòng 1 tuần.
Nếu mà có trục trặc thì đổi trả miễn phí. Rồi bây giờ em sẽ đi test chất âm thôi. Test chất âm thì con ở trên này em sẽ chuyển qua chế độ, hiện giờ nó đang đọc USB nha, em sẽ chuyển qua chế độ giải mã đường quang là giải mã bằng đường số 2 nha bác, digital in 2 đây ha, digital in 2 đó là đường quang. Và em sẽ phát ở trên bài hát ở trên TV. Thì lúc nãy em mình nhớ ha, đường số 1 là của con Denon và đường số 3 là của con Pioneer. Bây giờ em sẽ cho cả nhà mình nghe đường số 3 trước nha. Đường số 3 trước. Sau đó mình sẽ nghe Denon và mình so sánh chất âm của hai con nó. Giống như em đã từng nói hay không, đó là trong tầm giá dưới 10 triệu thì Denon 2000 có chất âm là rất là đáng để chơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi giải mã bằng em bằng cái đầu Pioneer N50 ha. Trước tiên đời.
con còn lứa tuổi học sinh. Vì cha là lính, con thiết tha xin. An vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm xanh đèn. Để mẹ yên con hết yêu phiền. Để mẹ hiền con hết ở phiền. Vừa rồi là mình nghe con Pioneer N50 ha, Pioneer N50, và nghe hỗn hợp giữa hai cái con N50 và con 2000. Thì cả nhà mình lắng nghe cho kỹ giùm em ha, rồi mình có những cái nhận xét đánh giá nào các bác cứ comment ở bên dưới bài để đánh giá cái chất âm của hai con này nó như thế nào. Riêng bản thân em, Denon 2000 tiếng nó có hơn một chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ nghe riêng con Denon 2000 thể hiện lại cái bài lúc nãy nha. Đường số 1. Lung linh muôn màu, con tường hòa châu soi tuyến.
chất âm so chất âm của hai cái đầu giải mã chuyên nghiệp Pioneer N50. Con này em bán với giá là 9.500.000 đầu kèm khiển và dây nguồn, cùng với một con MD Denon 2000 chỉ giải mã có giá là 5.500.000. Chất âm cả nhà mình nghe và đánh giá giùm em. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau ạ. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi, đây là phía sau cũng như là các cổng kết nối ha, thông tin của hai cái đầu. Thứ nhất, đây là đường analog ra ha, xuống âm ly. Đường này là đường quang vào, đường đồng trục vào ha, đường USB để kết nối với máy vi tính ha. Dạ, kết nối máy vi tính. Con này điện 100V ha. Công suất tiêu thụ điện là 34W, sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc. Date của nó là năm 2012 ha. Số series là 0887 ha, GP. Còn con ở dưới là MD Denon 2000 ha. Điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 15W ha. Ở đây là đường analog ra ha, đây là đường analog vào. Analog ra xuống âm ly các bác. Đây là đường quang vào, đường đồng trục vào, và đây là đường quang ra ha. Dạ, quang ra. Đó, thì mình sẽ lấy tín hiệu để giải mã từ TV xuống ở đây ha. Dạ. Rồi, đó là các cái thông tin ở phía sau ha. Các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.